chăng nhà bài thơ này đã được nhạc sĩ Anh Bằng phổ thành nhạc phẩm Khúc Thụy Du mà nhà văn Nguyễn Đình Toàn đã từng gọi là một trong những bài tình ca hay nhất của âm nhạc Việt Nam. Mà hôm nay, thưa quý vị, bài hát này sẽ được cả trình bày lại một lần nữa với một sáng tác mới của nhạc sĩ Anh Bằng. Phổ thơ, bài thơ của ca sĩ Phan Thành Tài, nhạc phẩm có tựa đề là Anh Còn Yêu Em. Kính chúc quý vị, và để trình bày liên khúc trữ tình này, chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của người đang yêu, đã yêu và sắp yêu, đó là Thiên Kim, Y Phương và Nguyên Khang. 1975, thưa quý vị, hai nhà phẩm đó được đặc biệt trình bày bằng hai tiếng hát mà quý vị mong đợi xin chào nó bằng Kiều và Trần Thu. Đến đây đã kết thúc. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến chương trình. Chúng tôi kính mong đón tiếp quý vị trong những chương trình kế tiếp, và kính chúc quý vị tất cả mọi sức, may mắn, mắn quá. Ở casino. Good night, good luck everyone. Luyện tập trực tiếp với cô Thúy Anh, con số 7 1 4 7 6 6 3 3 7 1 4 7 6 6 3 3, và địa chỉ email của thư của Thúy Anh ở Thúy Anh Mai MC 33 MC Thúy Anh Khâm. Xin chân thành cảm tạ và kính chào tất cả quý vị. Alright, this time by heart. Every day you are getting third day all night. Right, right, have good night, my lovely. Good to see you. Thank you. Welcome back. Hãy ghi danh ngày hôm nay, hạn chót 15 tháng 7 2011. Trung tâm ACA không www.sptn.net. Đại nhạc hội trực tiếp thu hình tại Nam California USA, chương trình tự tình quê hương đêm Cali luôn chi bảo Lạch Tuyết với những ngôi sao hạng đầu của nghệ sĩ thoại nghệ thuật sân khấu cải lương, được khán giả mộ điệu yêu mến suốt nhiều thập niên qua. Cải lương, Chi Bảo, Bạch Tuyết, Thanh Sang, Phượng Liên, Văn Trung, Lệ Thủy, Minh Vương, Hồng Nga, Hương Huyền, Bạch Mai, Ngọc Đá, Thoại Miêu. Với những chức đoạn kiếp Nguyệt, Kiều Nguyệt Nga, Kim Văn Kiều, Thục Kiều Tướng Quân, Thái Hậu Duyên Văn Nga, Thụy Tô Hiền Thanh, Sử Án, Trang Thế Vương, Trang Thế Vương Thứ, và những hoạt cảnh ca vũ nhạc hoành tráng tình
khúc quê hương Bất Hủ. Hay ra cái ăn chuối đi kìa. Phát hành trung tâm Thúy Nga, xin liên lạc bằng 1489858. Trong tháng này khi sẽ phát hành một bộ phim lịch sử Quốc Lê Sang Phần và Chúng Quân Địch, xin gọi ngay 1837930301 8537933. Dạ coi có cái gì thì dọn ra đi, dạ còn đứng đó. Cái bát cái đũa gì ra đi. Bài ngày hôm nay chúng tôi phục vụ 24/24 7 ngày một tuần và những visa. Ok, this is stop. Rồi xong rồi, ra cái ăn đi. Money order mà có thể mua trên website địa chỉ phim lồng tiếng. Đọc hết này thôi nhé. Ăn xong rồi đọc nhé. 714-891-7789 Hình chục con. Trời ơi, đọc nữa hả? Không ăn hả? Ăn đi. Mai Quốc Huy 2 đã sắp phát hành DVD. Cái này không nhìn thấy. Không nhìn thấy. Ca ngã gì? Ca nhà số 2 của ca sĩ Mai Quốc Huy. Phát hành vào giữa tháng 12 năm 2019, Mai Quốc Huy 2. Ngọc Nguyễn Ngọc Ngọc Ngày Tay Trái Hà Phương Bông Ô Môn. Những tình khúc vượt thời gian từ đá vàng.